Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội nghị thông qua và thống nhất nội dung báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Các khu dân cư trên địa bàn huyện tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Tòa án nhân dân huyện xét xử lưu động các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Hải Bình. Các trường học thi đua dạy tốt, học tốt, lập nhiều thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị nghe và thống nhất một số nội dung báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo ngành hữu quan thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2017, dự toán ngân sách năm 2018. Tiếp đó, các đại biểu tham gia hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp vào dự thảo báo cáo trên. Về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, các đại biểu đều thống nhất, trong năm 2017, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như thời tiết diễn biến phức tạp, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhưng dưới sự lãnh đạo có hiệu quả của Đảng bộ, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của nhân dân nên tình hình kinh tế xã hội của huyện nhà đạt được nhiều kết quả quan trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, báo cáo chưa làm nổi bật được những kết quả mà huyện đạt được trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế xã hội. Phần tồn tại hạn chế, cần đánh giá rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, đưa ra các chỉ tiêu trong năm có khả năng đạt thấp hoặc không hoàn thành kế hoạch, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể cho nhiệm vụ năm 2018. Về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018, các ý kiến đều đề nghị báo cáo cần đánh giá cụ thể những thuận lợi, khó khăn để đề ra mục tiêu phương hướng cụ thể. Phần nhiệm vụ và giải pháp trên từng lĩnh vực chưa sát với tình hình thực tế. Cần nâng chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất nội huyện lên 7,5% trở lên cho phù hợp với mục tiêu phát triển đô thị của huyện, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sớm đưa trung tâm hành chính công vào hoạt động kịp thời hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Sử dụng có hiệu quả ngân sách, trong đó chú trọng ưu tiên nguồn vốn cho việc phát triển đô thị, đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu cho đô thị loại 4. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh: Năm 2018 là năm bản lề của huyện, trong đó nhiệm vụ trọng tâm số 1 của huyện được xác định là thực hiện đề án đề nghị công nhận huyện Tĩnh Gia đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 và đề án thành lập thị xã Tĩnh Gia. Đồng thời phấn đấu hoàn thành nhiều công trình quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Do vậy, việc xây dựng được giải pháp, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 là nhiệm vụ quan trọng, từ đó để hoạch định ra những nhiệm vụ chính cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong cả năm. Vì vậy, trên cơ sở đóng góp ý kiến của các phòng ban chuyên môn, các đồng chí thường trực Ủy ban nhân dân huyện được giao phụ trách các ngành lĩnh vực, chỉ đạo các hoàn thiện báo cáo. Trong đó, trên lĩnh vực kinh tế, cần đánh giá cụ thể tốc độ tăng trưởng kinh tế cho năm 2018, đưa ra các giải pháp cụ thể trong phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển thủy sản, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nông thôn mới, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị. Báo cáo phải phác thảo được bức tranh toàn cảnh mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà đạt được trong năm 2017. Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu phát triển kinh tế năm 2018 sát với tình hình thực tế của huyện nhà. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 11, các khu dân cư trên địa bàn huyện đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
về dự chung vui với cán bộ và nhân dân thôn Hà Nam, xã Hải trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện Hội nông dân huyện và Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể xã Hải Hà. Phát huy tinh thần sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, trong những năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Hà Nam, xã Hải Hà đã tận dụng vị thế gần biển phát triển nghề cá, phát triển chăn nuôi dịch vụ, làm nông nghiệp. Từ đó góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống của người dân. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 25 triệu đồng trên người trên năm. Số hộ nghèo giảm xuống, số hộ có đời sống khá giàu ngày càng tăng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong năm qua, cán bộ và nhân dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp bê tông hóa đường thôn xóm hàng trăm mét, tích cực tham gia giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, phát triển sâu rộng phong trào khuyến học khuyến tài. Hàng năm có 75% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, 67% số hộ được công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo. An ninh trật tự thôn xóm luôn được đảm bảo. Trong năm 2017, Ban Công tác Mặt trận thôn đã triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, động viên nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất và tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới việc tang. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã nhấn mạnh đoàn kết là sức mạnh của toàn dân tộc. Vì thế cán bộ và nhân dân trong thôn cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ động viên nhau tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, làm giàu cho quê hương đất nước, đồng thời chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng hiện nay. Tới dự và chung vui với cán bộ và nhân dân thôn Hà Đông, xã Hải Hà, trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, có đồng chí Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, đại diện các ban ngành liên quan cấp huyện và lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể xã Hải Hà. Ngay trong lễ kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ và nhân dân thôn Hà Đông đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hiểu sâu sắc hơn về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc. Thôn Hà Đông, xã Hải Hà hiện có 331 hộ với 1.308 nhân khẩu. Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong những năm qua, cán bộ và nhân dân trong thôn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát triển đa dạng các loại hình kinh tế, từ khai thác, đánh bắt, chế biến hải sản đến kinh doanh dịch vụ thương mại, từ đó đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng trên người trên năm, số hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 12 hộ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được cán bộ và nhân dân trong thôn đồng tình hưởng ứng. Với sự đóng góp tự nguyện của người dân, đến nay 100% đường giao thông nông thôn đã được cứng hóa. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, khuyến học khuyến tài thu hút được sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn. Hàng năm có 75% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 78% số hộ được công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo. Tình hình an ninh trật tự thôn xóm luôn được đảm bảo, không có trọng án xảy ra trên địa bàn. Trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân thôn Hà Đông tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hăng say lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và xã hội, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và cấp trên phát động, xây dựng quê hương Hải Hà ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân dịp này, thay mặt Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc huyện, đồng chí Trịnh Văn Giang đã trao 10 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Bớp và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thôn. Tối ngày 15 tháng 11, thôn Xuân Nguyên, xã Nguyên Bình tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khánh thành nhà văn hóa thôn. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Long, huyện ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đại diện Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cùng Đảng ủy, chính quyền xã và đông đủ cán bộ nhân dân trong thôn. Thôn Xuân Nguyên, xã Nguyên Bình có 155 hộ với 353 nhân khẩu, ngành nghề chính của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trong năm qua, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phát huy trách nhiệm của mình,
phối hợp với chính quyền thôn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái và đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Mặt trận thôn luôn đi đầu trong các hoạt động phong trào mà cấp trên phát động như rà soát hộ nghèo, vận động nhân dân xây dựng đường giao thông nông thôn, toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh trật tự. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, thôn đã bê tông hóa được nhiều tuyến đường giao thông, xây dựng được một nhà văn hóa thôn với diện tích 122 m², đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và hội họp của nhân dân trong thôn. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện, xã Nguyên Bình và thôn Xuân Nguyên đã cắt băng khánh thành nhà văn hóa thôn Xuân Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những thành quả cán bộ mà nhân dân trong thôn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân trong thôn cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn. Thực hiện tốt các cuộc vận động quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa và chăm lo các gia đình chính sách, phát huy truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng. Tiếp tục xây dựng nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa, đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài trong mỗi gia đình dòng họ và trong khu dân cư. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã trao quà của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho cán bộ và nhân dân trong thôn và trao 10 suất quà của quỹ vì người nghèo cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Ngày 15 tháng 11, thôn 1 xã Đình Hải đã tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2017. Tới dự và chúc mừng có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội cựu chiến binh huyện và lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội xã Đình Hải. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và cán bộ nhân dân thôn 1 xã Đình Hải đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc và luôn xác định công tác mặt trận có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong tình hình hiện nay. Thôn 1 nằm ở phía đông nam của xã Đình Hải với hơn 1.000 nhân khẩu. Ngành kinh tế chính của địa phương là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi. Với sự cần cù chịu thương chịu khó, người dân thôn 1 xã Đình Hải đã vượt qua khó khăn xây dựng địa phương ngày càng khởi sắc. Trong đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được xác định là thế mạnh với việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật từ giống phân bón đến cơ cấu mùa vụ. Sản xuất nông nghiệp cho thu nhập khá nhất là các hộ trực tiếp nhập khoán rừng sản xuất và trồng rừng theo dự án của chính phủ, đồng thời góp phần phủ xanh đất chống đồi trọc, đảm bảo môi trường sinh thái. Trong thôn có khoảng 30 người là công nhân tại nhà máy giày Anoza và công ty trong khu kinh tế Nghi Sơn, góp phần tăng thu nhập từ 15 đến 17 triệu đồng trên người trên năm. Theo bình chọn và xếp loại hàng năm, có trên 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới việc tang. Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi trong khu dân cư nhân ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Bên cạnh đó, cán bộ và nhân dân thôn 1 xã Đình Hải luôn đề cao công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng quỹ khuyến học với số tiền hơn 10 triệu đồng để khen thưởng giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích trong học tập tốt, đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào khu dân cư hiếu học, dòng họ hiếu học, gia đình hiếu học. Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm Ngày Đại đoàn kết, đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và đồng chí Nguyễn Văn Thu, Bí thư Đảng ủy xã Đình Hải đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ nhân dân thôn 1 đã đạt được trong những năm qua. Với sức mạnh đoàn kết, tương trợ và cố gắng nỗ lực, trong thời gian tới, thôn 1 tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tăng cường xây dựng khối đoàn kết toàn dân, phấn đấu để thôn 1 được công nhận làng văn hóa. Ngày 14 tháng 11 năm 2017, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn cách ghi chép thu thập thông tin vào sổ hộ gia đình cho cán bộ dân số 34 xã thị trấn. Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được cán bộ Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện truyền đạt một số nội dung về thiết kế cửa sổ A0,
một số quy định chung về cách ghi chép thu thập thông tin vào sổ hộ gia đình, một số khái niệm và định nghĩa về dân số cách hóa gia đình và phiếu thu thập thông tin chuyên ngành, phương pháp ghi thông tin vào sổ A0, phương pháp thu thập thông tin và lập phiếu thu thông tin chuyên ngành dân số cách hóa gia đình. Thông qua tập huấn nhằm hướng dẫn cho cán bộ dân số các xã thị trấn kỹ năng phương pháp thu thập và ghi chép thông tin vào sổ hộ gia đình. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án giảm cân bằng mất giới tính khi sinh, ngày 14 tháng 11 năm 2017, xã Phú Lâm tổ chức hội nghị thành lập câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ ba, giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ xác định sinh ít con để xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, được sự hỗ trợ của Trung tâm Dân số Kế hoạch Gia đình huyện, xã Phú Lâm đã thành lập câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ ba, giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, nhằm mục đích lồng ghép các nội dung về giới tính và giới tính khi sinh trong các hoạt động của câu lạc bộ, xây dựng cộng đồng những người thực hiện đúng chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và nhằm chia sẻ, đào tạo kỹ năng sống và làm việc cho các thành viên, giúp các thành viên có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Từ đó nâng cao nhận thức, lối sống của mỗi thành viên trong câu lạc bộ và cộng đồng dân cư, giúp phụ nữ có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời góp phần ổn định quy mô và nâng cao chất lượng dân số của địa phương. Cũng tại hội nghị, cán bộ Trung tâm Dân số Kế hoạch Gia đình huyện đã truyền thông một số vấn đề về mất cân bằng giới tính khi sinh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 11, Tòa án Nhân dân huyện đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Hải Bình đối với Nguyễn Bá Dương, sinh năm 1980, ở thôn Cao Bắc, xã Hải Thượng, và Lê Văn Trọng, sinh năm 1986, ở xã Hải Ninh, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tĩnh Gia, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 13 tháng 7 năm 2017, trên trục đường 513 thuộc thôn Bắc Hải, xã Hải Thượng, tổ công tác của Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn phát hiện bắt quả tang Nguyễn Bá Dương có hành vi tàng trữ hai gói ma túy. Qua giám định, hai gói trên có trọng lượng 0,933 gram chất heroin. Nguyễn Bá Dương khai nhận số ma túy trên là mua của một người đàn ông không quen ở khu vực xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia. Trong quá trình điều tra, chưa xác định được người này. Hành vi nêu trên của Nguyễn Bá Dương đã phạm vào tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 1, điều 194 Bộ Luật Hình sự. Do trước đây bị can đã có hai tiền án tiền sự, nên tòa tuyên phạt bị can 7 năm tù vì tội danh nêu trên. Vụ thứ hai, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tĩnh Gia, do có nhu cầu sử dụng ma túy, Lê Văn Trọng đi xe buýt vào khu vực cầu Hồ, xã Mai Lâm tìm mua ma túy của một người phụ nữ không quen biết với giá 300.000 đồng. Sau khi mua được số ma túy trên, Trọng thuê xe để về nhà. Đến khoảng 8 giờ tối cùng ngày, khi đang đi bộ trên tuyến quốc lộ 1A thuộc thôn Nhân Hưng, xã Hải Ninh, thì bị đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, thu giữ bên trong túi quần Trọng một gói bột màu trắng. Qua giám định, chất bột thu giữ trong túi quần Trọng có trọng lượng 0,413 gram heroin. Hành vi điều trên của Trọng đã phạm vào tội tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 1, điều 194 Bộ Luật Hình sự. Tòa án Nhân dân huyện Tĩnh Gia tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù giam. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến các nhà trường có thành tích trong phong trào dạy tốt học tốt ở bậc trung học cơ sở của ngành giáo dục huyện nhà, thì không thể thiếu trường trung học cơ sở Xuân Lâm. Thành tích đó đã được các cấp các ngành ghi nhận và biểu dương. Nhưng hơn cả với tập thể cán bộ giáo viên nhà trường, đó là mong muốn được thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả tinh thần chỉ đạo của ngành, trong những năm học qua, trường trung học cơ sở Xuân Lâm đã đạt được nhiều kết quả từ các phong trào thi đua, nổi bật là phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Với phương châm lấy học sinh làm trung tâm, để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nên chất lượng giáo dục đại trà hàng năm của nhà trường được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá giỏi từ 38 đến 40%. Tỷ lệ học sinh trung bình yếu giảm. Học sinh đạt hạnh kiểm khá tốt trên 99%. Bên cạnh việc đảm bảo nội dung chương trình theo sách giáo khoa, trường trung học cơ sở Xuân Lâm cũng tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.
năm học 2016-2017, nhà trường có 24 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa, trong đó có 3 giải nhất, 4 giải nhì. Có 2 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh và xếp thứ 2 trong toàn huyện. Đội ngũ cán bộ giáo viên không ngừng trau dồi về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục trong tình hình mới. Trong đó giáo viên có trình độ chuẩn là 100%, trên chuẩn 86%. Từ các năm học 2014 đến 2017, nhà trường có 12 giáo viên giỏi cấp trường, 3 giáo viên giỏi cấp huyện và 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Bên cạnh công tác chuyên môn với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, trường Trung học cơ sở Xuân Lâm đã tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Phát huy những kết quả đã đạt được, trường Trung học cơ sở Xuân Lâm tiếp tục cố gắng nỗ lực, thi đua thầy dạy tốt, cho học tốt, góp phần cùng với các nhà trường trong toàn huyện, nâng cao chất lượng giáo dục vì một xã hội học tập và sự phát triển bền vững của quê hương. Sau 16 năm công tác giảng dạy ở trường Trung học cơ sở Anh Sơn, năm học 2014-2015, cô Phùng Thị Dung được thuyên chuyển đến trường Trung học cơ sở Hải Ninh. Được sự tín nhiệm của ban giám hiệu và tập thể cán bộ giáo viên nhà trường, năm học 2015-2016, cô được giao trọng trách bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử. Và ngay trong năm học này, dưới sự hướng dẫn giảng dạy của mình, trong các kỳ thi học sinh giỏi do tỉnh và huyện tổ chức, cô đã có 1 học sinh đạt giải khuyến khích cấp tỉnh và 3 học sinh đạt giải cấp huyện. Đến năm học 2016-2017, cô tiếp tục có 1 học sinh đạt giải 3 cấp tỉnh và 3 học sinh đạt giải nhì 3 khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Đạt được kết quả trên là nhờ vào niềm đam mê, trách nhiệm với công việc và sự nỗ lực cố gắng vì học sinh thân yêu. Theo tôi nghĩ thì cái quan trọng hơn hết và có lẽ là đó là cái điều duy nhất, đấy là một giáo viên thì phải có thực sự phải có tâm với nghề, cụ thể là phải có tâm với trò. Và nói đúng ra là mình phải xem trò như là con của mình ở trong nhà. Và thứ hai nữa là cái việc làm của cô đó, tức là cô nói ở đây thì trong quá trình giáo dục cho trò đó, thì vẫn hơn cả là phải dạy cho các em cái đạo đức trước, tức là học làm người trước, thì sau đến học chữ. Cho nên là mọi những cái việc làm của cô, mọi những cái hành động của cô, mọi cái làm của cô thì nó cũng phải thực sự là phải chân thành. Xác định rõ quan điểm, giáo viên là người hướng dẫn, còn học sinh mới là người trực tiếp chủ động học tập. Chính vì vậy, cô đã luôn cố gắng hoàn thiện mình để học sinh lấy đó làm tấm gương học tập, phấn đấu. Cô luôn chủ động truyền thụ kiến thức, sự hiểu biết của mình và khuyến khích động viên kịp thời để học sinh có động cơ học tập, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ của người học sinh. Kết quả này không phải là do cô đâu. Tôi nghĩ rằng là phần trăm đội tuyển của đặc biệt là môn lịch sử của tôi ấy, thì có lẽ là trò là nắm một cái vai trò quan trọng. Không phải đề cao trò, nhưng mà có tới 90% là trò đóng vai trò quyết định. Còn cô nó chỉ là cái phần định hướng, cái phần cung cấp cho các em cái định hướng, rồi cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản nhất. Còn việc thành công hay không là do trò. Không chỉ là giáo viên có nhiều học sinh giỏi trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cô Phùng Thị Dung còn tích cực tham gia các công tác xã hội, được tập thể sư phạm nhà trường đánh giá cao trong mọi hoạt động. Đối với cô giáo Phùng Thị Dung, làm cô giáo tuy về trường công tác chưa lâu, nhưng mà cô giáo cũng đã khẳng định được cái chuyên môn của mình, luôn được đồng đội, lãnh đạo tín nhiệm. Khi phân công nhiệm vụ thì chúng tôi rất tin tưởng về cô. Trong những năm qua thì cô giáo luôn luôn được đơn vị đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và năm học vừa qua đây, cô giáo cũng đã được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Là một cô giáo mà được chúng tôi tin tưởng giao nhiệm vụ làm công tác bồi dưỡng mũi nhọn nhà trường, thì trong 3 năm gần đây nhất về với đơn vị thì cô liên tục là có những rất nhiều học sinh giỏi cả cấp huyện, cấp tỉnh. Bên cạnh những cái công tác chuyên môn, cô giáo luôn luôn được đồng đội, tập thể sư phạm nhà trường đánh giá là rất có nhiều thành tích và năng lực trong các hoạt động phong trào như công tác công đoàn, rồi công tác khác.
Bản thân cô giáo cũng được anh em tín nhiệm bầu vào trong cái ban chấp hành công đoàn của trường. Hiện cô giáo hiện đang là tổ phó tổ chuyên môn, tổ khoa học xã hội. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới chào mừng kỷ niệm ngày 20 tháng 11, ngày tôn vinh nghề giáo, thời điểm này thầy và trò trường Trung học cơ sở Bình Minh đã và đang ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, phấn đấu đạt được kết quả cao nhất. Hướng tới chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, ngay từ đầu tháng 11, trường Trung học cơ sở Bình Minh đã phát động các phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh, mà trọng tâm là phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, gắn với xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đây được xem là một trong những phong trào thi đua xuyên suốt của thầy và trò nhà trường hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Mỗi thầy cô giáo nỗ lực phấn đấu là một tấm gương tự học, tự sáng tạo cho học sinh noi theo. Còn mỗi em học sinh đều nỗ lực vượt khó để học tập, rèn luyện phấn đấu, giành những bông hoa điểm tốt trong các giờ học, tuần học tốt, góp vào thành tích chung của nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phát động các thầy cô giáo thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời thực hiện đăng ký các tiết hội giảng, sinh hoạt chuyên môn trong các tổ bộ môn, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Qua việc tổ chức các tiết hội giảng, mỗi giáo viên đều đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong từng bài giảng, thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy. Trường Trung học cơ sở Bình Minh hiện có 404 học sinh với 11 khối lớp, cùng 26 cán bộ giáo viên. Trong năm học 2016-2017, nhà trường luôn duy trì sĩ số 100%. Trong năm học qua, nhà trường luôn thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua do các ngành các cấp phát động. Kết quả xếp loại hạnh kiểm cuối năm học 2016-2017 tốt có 257 học sinh, đạt 63,6%, khá 121 học sinh, đạt 30%. Về loại học lực tốt có 33 học sinh, đạt 8,2%, khá có 165 học sinh, đạt 40,8%. Cũng trong năm học 2016-2017, trường có một học sinh đạt giải ba văn hóa cấp tỉnh, 30 học sinh đạt học sinh giỏi văn hóa cấp huyện, chất lượng mũi nhọn xếp thứ 8 toàn huyện. Trong năm học 2016-2017, trường có 16 cán bộ, giáo viên xếp loại khá theo tiêu chuẩn nghề nghiệp. Kết quả học tập, rèn luyện của các em học sinh cùng sự nỗ lực của các thầy cô giáo trong đợt thi đua hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sẽ tạo tiền đề để trường Trung học cơ sở Bình Minh phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm học 2017-2018 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Trong năm học này, mục tiêu của nhà trường trọng tâm là các thầy cô giáo thi đua dạy thật tốt, học thật tốt để học sinh cũng học thật tốt. Với cái chỉ tiêu phấn đấu như vậy thì trong năm học này thì nhà trường nó phấn đấu là 70% số cán bộ giáo viên của nhà trường sẽ đạt cái danh hiệu là công chức xuất sắc. Ngoài cái kết quả và thành tích của những năm qua đã đạt được thì với năm học này thì nhà trường đang phấn đấu là đưa nhà trường đến với cái danh hiệu là trường tiên tiến cấp tỉnh và duy trì bền vững cái trường chuẩn quốc gia. Chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường đối với học sinh thì sẽ có nhiều học sinh giỏi tỉnh. Tháng 11 là cái tháng trọng tâm của ngành giáo dục, tức là thi đua dạy tốt học tốt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Và năm nay thì trọng điểm cái nhiệm vụ của nhà trường trong tháng 11 này là tổ chức thao giảng và bồi dưỡng học sinh giỏi các đội tuyển. Thì trong những cái tuần vừa qua thì các thầy cô giáo đã tăng cường cái công tác dự giờ, góp ý giờ cho đồng nghiệp và thao giảng đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin ở trên các cái tiết học, giáo dục học sinh là ghi thật nhiều điểm tốt để chào mừng cái ngày 20 tháng 11. Dù ở cương vị nào, hoàn cảnh nào cũng luôn phục tùng tuyệt đối sự phân công của tổ chức, hết lòng vì công việc, vì nhiệm vụ được giao để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và trình độ dân trí nơi công tác. Đó là lời tâm sự của thầy giáo Lê Văn Tuân, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Trường.
Năm 1978 thì tôi ra trường, thì theo cái sự phân công của tổ chức đó, thì tôi lên công tác giảng dạy bổ túc văn hóa cho đơn vị thanh niên tình nguyện 4222 thuộc Ti Lâm nghiệp Thanh Hóa. Sau 3 năm công tác ở đội thanh niên tình nguyện đó, thì sau đó là tôi theo cái lệnh tổng động viên của nhà nước đó, thì tôi đã gia nhập và nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân Việt Nam, công tác trong lực lượng vũ trang đến năm 1983 đó, thì tôi xuất ngũ và trở về ngành công tác. Từ năm 1983 cho đến nay đó, thì tôi công tác và tôi làm công tác giáo viên, giảng dạy và làm công tác quản lý trường học tại các cái đơn vị là xã Phú Lâm, rồi Phú Sơn, rồi sau đó lại là quay trở về Phú Lâm, rồi Trung học cơ sở Bình Minh. Và từ năm 2010 đến nay đấy, thì tôi về công tác tại trường Trung học cơ sở Tân Trường. Từ trước khi mà vào nghề đấy, thì cũng xác định là làm cái nghề dạy học, rồi được Đảng, Nhà nước là đào tạo và giáo dục. Thì trong cái quá trình 39 năm thì năm nào tôi cũng phấn đấu hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà được giao. Có thể nói, trong bất kỳ vai trò vị trí nào, là người lính, người giáo viên trực tiếp giảng dạy hay người lãnh đạo quản lý công tác giáo dục, thì thầy giáo Lê Văn Tuân luôn nỗ lực hết mình, luôn lấy công việc làm thước đo cho hành động, lấy chữ tâm để soi chính bản thân mình, lấy chữ tín để khẳng định vị trí công tác và lấy chữ trọng để khẳng định vai trò của mình. Trong 39 năm qua, bản thân thầy liên tục được tổ chức phân công, điều động đến công tác làm việc tại những vùng khó khăn. Và ở đấy, thầy đã thể hiện được trách nhiệm của một nhà giáo vì học sinh thân yêu, vì môi trường giáo dục có chất lượng hiệu quả. Thì trong cái quá trình 39 năm thì công tác ở cái vùng đặc biệt khó khăn này đó, thì mình cũng hiểu thêm được cái tâm tư nguyện vọng của người dân, rồi đặc biệt là của các em học sinh, của các thầy cô giáo. Thì cùng chia sẻ với lại những cái khó khăn thiếu thốn của các thầy cô giáo và các em học sinh, thì động viên các thầy cô hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình, cũng như là giúp các em học sinh là học tập vươn lên, để mà như vậy là thoát được cái cảnh là như vậy là trình độ văn hóa thấp, rồi như vậy dân trí thấp, dẫn đến là cái cuộc sống lao động thì nó vất vả hơn, và giúp các em là sau này có cái lập thân lập nghiệp tốt hơn. Với niềm đam mê, nỗ lực luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thầy Lê Văn Tuân đã được các cấp, các ngành trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Trong đó, năm 2005, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục, và năm học 2016-2017. Phòng Giáo dục huyện đang đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho thầy. Với thành tích kết quả đạt được, tin chắc rằng thầy sẽ tiếp tục đem trí tuệ, tài năng và lòng nhiệt huyết của mình khơi dậy tinh thần hăng say yêu nghề vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và thái độ học tập nghiêm túc vì ngày mai lập thân lập nghiệp của các thế hệ học sinh. Trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ và trật tự công cộng. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 năm 2017, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện 60 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 43 trường hợp, tạm giữ giấy tờ xe mô tô 53 trường hợp, tạm giữ giấy tờ xe mô tô 8 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 12,6 triệu đồng. Tuy nhiên, vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 15 tháng 11 năm 2017, trên địa bàn thôn 1 xã Xuân Lâm đã xảy ra một vụ va chạm giao thông, làm một người bị thương và 3 xe ô tô bị hư hỏng. Chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.